Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của tôi. Hôm nay tôi sẽ test chiếc máy phát điện Komatsu 1900CX. Đối với chiếc máy phát điện Komatsu 1900CX này thì có công suất tối đa là 1200W. Thì hôm nay tôi sẽ test 3 bóng đèn 18W và một máy khoan đa chức năng 850W. Bây giờ tôi sẽ khởi động máy và bật công tắc lên cho các bạn coi. Sau khi tôi khởi động máy thì chúng ta sẽ thấy đồng hồ sẽ báo hiển thị điện áp lên. Thì các bạn bật CB của hai công tắc đầu ra 220V thì đèn sẽ báo có điện vào trong các ổ cắm. Còn bây giờ tôi sẽ cắm 3 bóng đèn, mỗi bóng đèn 18W cho các bạn xem. Vâng, như vậy đây là 3 bóng đèn, mỗi bóng đèn 18W. Còn bây giờ tôi sẽ test chiếc máy khoan đa chức năng 850W này. Đây là chiếc máy khoan đa chức năng. Đây là tôi sẽ test chiếc máy khoan máy đục này. Vâng, sau khi tôi đã test xong các ấy thì chúng ta sẽ tắt nguồn điện. Chúng ta tắt CB của nguồn điện 220V. Và sau đó thì chúng ta sẽ tắt công tắc của máy phát điện. Vâng, như vậy là tôi đã test xong chiếc máy phát điện Komatsu 1900CX. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tòa Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.